À, nhưng Đức vừa coi lịch lại thấy ngày 18 lễ Quan Âm tới ngay Chủ Nhật quý vị. Nên thôi chúng ta lại 2 ngày đi. Ngày 18 và ngày 19 buổi tối. Chủ Nhật 18, 19 thì thứ hai. Nên mình mỗi lần lễ vía Quan Âm nó cũng 2 ngày 3 ngày vậy đó, thì thôi giờ mình ai về chùa được về, còn ai mà chúng ta lại ở nhà được thì lại, mình cứ miễn sao tu tập được ổn định là thấy đặc biệt. Nên những đức thông báo vậy đó. Chứ khi lại thì bây giờ hoặc là thời gian tu sáng tối thì có những người mình sau này mình vô những cái room nó đầy, thì thí dụ như mình qua cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ mình vô mình tu, nó đều sắp xếp cho mình để mình tu tập được ổn định. Nên là cái thời khóa tu nó rất là quan trọng. Bây giờ những đứa thấy cái thời khóa tu mình nhiều bé nhỏ nít mà cũng tu tập được, đây thiện căn rất đặc biệt, giống như mấy bé nhỏ nhất là nhóm của dì Tư được, mấy đứa nhỏ nhỏ nó đi học về nó tranh thủ nó lại Phật được, ngoan đặc biệt. Nên là cái thời khóa tu này bây giờ nó mở rộng khắp nơi nơi, trong nước ngoài nước người ta đều vào tu tập được. Và như Đức cũng khuyên quý vị là mỗi gia đình đều có cái điều niệm Phật thời khóa tu này. Tại vì room nó có những cái trục trặc mấy vị nhớ kỹ. Rồi mình có thêm cái điều lễ Quan Âm. Điều lễ Quan Âm hồi đó như Đức thu âm mà cũng Phật sắp xếp. Thu âm cái điều lễ Quan Âm mà sau này mãi mãi là chúng ta lại Quan Âm cái điều lễ đó luôn. Rất là hay, đúng 3 tiếng đồng hồ. Khi hồi hướng xong hết, rất hay. Nên mỗi gia đình đều có cái điều lễ Quan Âm đó. Để làm chi? Mình để mãi mãi về sau. Mình để dành. Ví dụ như điện đài hay là mạng gì nó có vấn đề gì, thì chúng ta bật cái máy lên là chúng ta lễ Quan Âm cũng được luôn. Thật sự như Đức thấy rằng là cái đạo tràng mà ngay gia đình là cái đạo tràng đặc sắc nhất. Thật sự. Mà nó có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với gia đình của mình. Vì cái đạo tràng tại gia đình mình tu tập nên con cháu cũng nhìn thấy. Con cháu nhìn thấy với có sự ảnh hưởng. Nhưng nhớ kỹ là mình niệm Phật lễ Phật, mình đừng có ép con cháu ngay về. Đừng có ép nó. Thì nhớ rằng khi mà cái thiện căn đến lúc rồi đó là tự nhiên nó phát triển 100% quý vị, đừng có ép. Thí dụ như vì kêu thì cho các cháu nó thoải mái cái tâm chứ đừng có bắt ép nó nghe. Như bản thân những Đức nói là làm gì có chuyện như Đức nghĩ như Đức đi đi tu. Không có đâu. Mà tự nhiên đến lúc đến ngày giờ nó đi tu là đi tu. Còn đến lúc mà nó nghỉ tu là nghỉ tu. Thấy chưa? Mình thấy rõ ràng cái duyên chừng nào đi tu, cái duyên chừng nào nghỉ tu nó rõ ràng hết trơn quý vị. Nên mới nói rằng là Phật Bồ Tát độ chúng sanh thì vô lượng kiếp, mà phàm phu thì muốn độ một đời. Thí dụ như mình lên mình tu được thì nó đặc biệt. Mà mình ghích theo một người mà nó không chịu tu mà nó đứng trước mặt mình nó chẳng hạn chê ấy. Bị cũng không được, nó cũng không được. Thấy chưa, trở ngại không? Nó không phải giỡn đâu. Có nhiều đứa con mình bắt nó tu, nó tu trước mặt mình làm cho mình tức. Nó nghiêng tới nghiêng lui, nó đá tới đá lui, mình bắt ép nó mà. Mình nhìn thấy nó mình phiền não. Bị cũng không được, nó cũng không được. Thấy chưa? Quý vị hãy tu làm sao mà bị dễ tính á, tu làm sao mà bị thương nó, như bị cho tiền cái con quan gia à, con cái mà dễ tính còn không có tiền thôi, đừng có cằn nhằn cứ nhự. Khi nó xin tiền rồi cho là cho, không cho thì đừng có chữ, hoặc chữ rồi mới cho à, cái đó là nên xem lại đi. Mình tu tập làm sao mà mình sửa lại những cái tật xấu của mình đi. Từ từ rồi gia đình người thân nhìn thấy người ta thích. Thấy không? Mình niệm Phật giết làm sao mà mình thành con người ở trong gia đình làm chồng làm vợ chung thủy,
làm con hiếu thảo đó. Và từ từ mình trở thành con người dễ tính, vui vẻ, không có buồn giận người để trong tâm. Mình mà tu vậy giết đi, sau này nghe quý vị, dù là đời mình con mình nó chưa tu, nhưng mà khi bị mất đi con bị tu, nó quan sát lại cái cuộc đời của cha mẹ nó đi qua. Cha mẹ tốt quá, vui quá, sống tốt quá, ra đi rất tốt đó. Còn đừng có mà kiểu mình tu ở nhà mà mình nói la chồng hay la vợ hay la con nha, la ông á nghe, với mấy đứa nhỏ này không tu giết chết, đọa địa ngục hết, nói này nói kia gì, người ta ghét mình lắm mấy vị ơi, đừng có nói gì. Thấy không, mình tu thì mình lo mình tu đại đi, mình đi kéo thêm người chi mà nó không chịu tu, trước mặt mình nó nghiêng tới ngã lui, nó làm mình phiền não chết mồ luôn, vẫn gieo đâu. Còn gieo này đã gieo rồi, mình tu trong nhà để đi qua đi lỡ cũng nghe, nghe là gieo rồi. Chứ mình đừng có mà kiểu mà bắt ép người ta làm chi, đừng có bắt ép. Bắt ép nó không có được gì đâu. Kiểu như mà mình ở trong nhà mình tu, mình làm vợ mình tu, mà ông chồng cũng không tu mà ông cho mình tu, mình cũng là cảm ơn Bồ Tát rồi đó. Chứ khi mình ngồi mình tu mà ông đi qua là ông nhìn nhìn mình là mình cũng ấn ớn. Ấn ớn chứ không phải giỡn đâu kìa quý vị. Biết sau lưng nó vỗ tới cái xiển điển luôn chứ vẫn chơi đâu. Nhưng mà nó không vỗ mình là cũng mừng lắm mà. Nó đi qua đi lại nó kinh kinh. Ấy, thứ gì niệm Phật chi mà không biết. Niệm tối ngày đúng. Khủng bách trận. Theo bách trận. Nghe chưa? Tức lên không phải giỡn đâu nghe. Nói mà người ta không vỗ mình là mình mừng rồi đó. Nói mình gặp người ta mình cảm ơn Bồ Tát. Tôi tu Bồ Tát không tu mà Bồ Tát cho tôi tu là tôi cảm ơn Bồ Tát. Bữa nào tôi tu xong tôi cũng hồi hướng cho Bồ Tát. Bồ Tát quan hỷ tôi nghe Bồ Tát. Đừng có bắt ép người ta. Còn mình ăn chay thì mình ăn chay đi, người ta không cản mình là may. Chứ mình đừng có đi ép người ta ăn chay. Người ta ăn cái gì ta ăn kệ người ta, chừng nào quả báo đến thì tự nhiên nhân quả người ta tự nhìn thấy. Rồi tự người ta chuyển hóa là nhân duyên đến lúc, thiện căn đến lúc là nó đến. Đừng có bắt ép nghe. Rồi, tu mà ép là sai. Quý vị hồi đó quý vị thấy có bao giờ Như Đức ép ai tu chưa? Chưa từng thấy Như Đức ép ai tu. Như Đức chỉ đưa lên cách tu. Giờ cái room này quý vị ai ép ai? Giờ nhà mình ở cơm mình ăn, việc mình làm. Ai ép quý vị tu đâu, tới giờ quý vị tu thì tu. Như Đức đưa lên thời gian thôi chứ ai ép tu. Giống như bây giờ cái giờ này xong rồi một chút bắt đầu là 8 giờ bắt đầu bắt điều lễ Phật xong rồi. Thấy không? Bây giờ tu này nói chuyện xong, cho nghỉ 10 phút đi vệ sinh. Chứ bây giờ lại lễ Phật liền gấp gáp quá kẹt. Nên từ nên đó cho 10 phút đi vệ sinh, 10 phút sau bắt liền đi lễ Phật lên. Lễ Phật xong, thấy không? Nói chuyện này kia, hoặc là bây giờ buổi tối này buổi tối khi tu xong á nói chuyện chút, cái thờ mà tới 9 giờ chú Tâm Nhiên. Còn cái thời kia lễ Phật xong là nghỉ, không nói chuyện. Thời kia trễ là từ 9 giờ thêm thờ lễ Phật nữa, ai vô lễ thì lễ vô thôi. Cái này là cái săn tự nhiên chứ nó không có bắt ép, thấy không? Tự phát tâm đi chứ không ai ép. Cái này là mót thôi, mót là những người mà đi làm mà tới 9 giờ mới về, vô lễ Phật một chút, đó là một chút tôi cũng mót, thấy chưa? Tâm tôi vậy thôi chứ tôi đâu bắt ép ai đâu. Sao bắt ép ta được chàng? Mình ở phương trời nào mà ép người ta à. Nên cái mà phiền phức nhất là mình ở trong nhà mình á, mình đi ép người ta. Mình lo mình tu mình an lạc đi. Mình tu sao mình dễ tính, mình vui, mặt cười cười hoài đi. Lo vậy đi. Ép người ta làm gì à? Người ta tu kệ người ta. Kiểu như giờ chồng đi làm mệt về, nó không tu thì thôi, mình lỡ mình ghích người ta hoài. Không đi tu, đi tu làm biết này kia rồi. Mình đừng có làm gì, mình cứ lo đi tu đi. Tự lương tâm ta nằm nó thấy khó chịu bằng áo chàng đi tu à. Cái tâm đó nó tự giác quý vị, nó hay hơn là mình đi lỡ mình ghích người ta. Ta lên ta tu mà ta mệt mỏi, nó cái từ trường nó phóng vào mình, nó ảnh hưởng hết trơn. Kiểu như người ta mệt ta nằm nghỉ mà mình tu xong mình lỡ mình nói anh hồi nãy em tu xong hồi hướng với anh phân nữa, tại anh đi làm cả ngày kiếm tiền nên anh mệt tu không nổi, em tu cả ngày nay 4 thờ hồi hướng 2 thờ, em 2 thờ, anh 2 thờ, vì tiền của nay được là nhiêu chia 2. Thấy chưa? Nói gì dễ thương cỡ nào thì gia đình nó sẽ hạnh phúc vô cùng. Thấy chưa? Mình là người tu mình dễ thương sao đâu. Đó, đừng có bắt ép người ta. Cả con cái đừng có bắt ép.
bắt ép sẽ có tác dụng phụ. Duyên thì trong nhà tu đã có duyên, yên tâm. Nên những đức mong rằng cuộc đời mình tu, quý vị, bây giờ mình là cư sĩ, mình biết Phật Pháp, mình tin nhân quả. Cái quan trọng mà những đức cứ nhắc nhau hoài ngay chỗ mở tâm lượng ra. Cũng như con mình, khi nó sống với mình đi, mình thương yêu, mình lo lắng cho nó, có khi nó chưa chắc biết ơn mình. Tại vì nó chưa có gặp cái khổ mà người ta thẳng tay với nó, nên nó chưa có biết cái tình thương của cha mẹ. Mà mình đi làm cha là mẹ, mình kể công với con nó không phục. Mình nói tao cực gì mày, tao lo cho mày này kia, rồi nó không phục mình đâu. Mình đừng kể công với nó, đừng kể công. Có nghĩa là bản thân mình làm cha làm mẹ, mình có trách nhiệm mình lo cho con bằng cả tấm lòng. Mình dạy cho con nó nghe, có khi cái ngày này nào thì mình được chợt tỉnh tự nghe. Nên khi nó bước chân ra xã hội, nó thấy người ta thẳng thắn với nó mới nhớ đến cha mẹ. Thương nó vô bờ vô bến, không có tính toán với nó. Lúc đó nó tự giác ngộ, nó hiểu à. Còn bây giờ mình làm cha làm mẹ mà mình kể công với người ta không phục mình. Mà ta nói ủa lo làm chi mà giờ kể. Thấy chưa? Cái này là cái mà suy nghĩ nghe. Thì biết rằng nhân viên những đức ở trong chùa tu được 15 năm hai chùa. Bây giờ mình đi ra ngoài đời, trong lòng mình cảm ơn hai ngôi chùa lắm quý vị. Thật sự luôn. Xây ngôi chùa không có dễ đâu. Xây ngôi chùa khó lắm. Mà mình được vô ngôi chùa đó, mình ở 5 năm chờ để mình phục vụ chúng sanh. Thầy chủ trì cho mình cơ hội đó, mình cảm ơn biết nhiêu nói. Nếu mình không có được cơ hội đó 5 năm thì sao mà mình được gầy dựng 10 năm. Bị nghĩ không? Được 5 năm đó gầy dựng được, được cơ hội để quản chúng. Nhờ vậy mà mới biết quản chúng. Rồi xuống dưới chùa thứ 20 năm mới biết quản chúng. Cũng nhờ cái nhân mà vị đầu tiên cho mình cơ hội, rồi mình nhìn thấy cách làm ta, học theo. Rồi mình xuống ở chùa thứ hai, mình mới có khả năng quản chúng và nói chuyện với Phật tử, người ta thương, mà người ta mới giúp đỡ cho mình. Mình mới làm được 10 năm tốt vậy quý vị. Nó không có ngôi chùa đầu, sao có ngôi chùa thứ hai. Nên hai ngôi chùa nó cảm ơn cả cuộc đời của mình. Thật sự, mình sống ở đâu mà mình đi ra khỏi nơi đó mà mình cảm thấy mình chỉ trích là con người mình nó không có đúng quý vị. Thật sự nếu những đức không niệm Phật, có chừng những đức cũng chỉ trích chứ không tốt lành gì đâu. Nó thật sự đó. Nhờ niệm Phật lễ Phật đó mà nó thông cái tâm. Rồi mới thấy bây giờ mình khỏe, mình nhẹ lòng, mình an lạc, mình mới biết cảm ơn quý vị. Nó nên những đức nói cho quý vị nghe, quản chúng một ngôi chùa khó lắm. Khó lắm. Mình đã gặp cái khó rồi. Thì biết ngôi chùa đầu tiên những đức quản khó cỡ nào chưa? Thật sự. Làm thì làm chứ mà sân si mệt lắm. Ngôi chùa đầu tiên khó dữ lắm. Chưa biết phương pháp, chưa biết cách. Làm này kia nó sân si dữ lắm. Nên cái ngôi chùa đầu tiên những đức quản chúng những đức ốm như con ma. Cái mặt như con gà. Thật sự. Ông nhớ đen thui tùi lùi giống hệt con gà đen. Mặt đen thui luôn. Người ta đen đi ngoài nắng thì cái đen người ta là sạm nắng. Còn những đứa đen đây là đen sạm sân si. Đen mà nó sạm sân si quý vị. Cái ngôi chùa đầu tiên 5 năm là làm cực. Tối nào cũng thức 12 giờ phi tu tu xong sáng đi chữ sụp. Nói người ta không bằng mình. Rồi viết cái mặt đen thui mà đen sân si. Đen sân si thấy ghê lắm quý vị. Kinh lắm. Rồi xong đi xuống ngôi chùa thứ hai là biết phương pháp được chút. Rồi càng ngày càng nó cỡ mở tâm tư quý vị. Nó nhẹ lại. Là quản chúng khó lắm. Cái khởi đầu mà xuống ngôi chùa thứ hai không có tiền, khó khăn vô cùng. Chỉ có tin niệm Phật thôi. Những đức thường nói với các anh em trong chùa, sau này tới đời mấy ông cứ thương chúng, lo cho các cụ chăng thật đi, người ta không có bỏ mình đâu. Thương chúng, lo chúng chăng thật đi, Phật không có bỏ mình đâu. Không phải là người ta mà là Phật không có bỏ mình đâu. Vì Phật thương chúng sanh mà mình thương chúng sanh thì Phật sao bỏ mình. Câu này hay nè. Phật thương chúng sanh mà mình thương chúng sanh thì sao Phật bỏ mình. Nhớ câu này đó. Câu này quan trọng, không phải giỡn đâu. Nên cuộc đời những đức đã trải qua quản chúng rất là khó khăn quý vị. Nên bây giờ mà tới mấy anh em làm những đức thương mấy anh em. Nó thật sự. Mà không chi bây giờ đông nữa. Thấy không?
Với nói với những đức đi cũng để lại một cái rắc rối, đó là làm cho chúng động tâm hết á. Nên mấy anh em làm nó cũng khó khăn của mấy anh em, nên tội nghiệp mấy anh em. Nhưng mà nó phải bình định cái tâm lại, tu tập với các cụ, thương lo các cụ, thời gian ổn định đạo tràng chứ không sao. Yên tâm đi, chỉ cần niệm niệm gì chúng sanh nó không có gì, yên tâm. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái tâm cảm ơn mỗi người mình, nhớ kỹ. Thí dụ như cái người thế gian người ta không tu thì cái gì thì người ta phân tách nó thẳng đi, nó thẳng vì cái sự việc trắng đen của nó. Nhưng mình là người tu, mình phân tách vì nhân quả quý vị à. Vì nhân quả mới đúng, thấy không? Cái gì cũng vậy chứ, người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính đâu quý vị ơi. Nó thật sự 100% luôn đó. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Những đức nói với vị nghe, vị thông minh như Tào Tháo cuối cùng cũng đi làm súc sanh. Tào Tháo thông minh ai bằng Tào Tháo? Tháo quá thông minh luôn, dạy mình mặt trái. Vị đại lão của Thượng Niên Không ngày giảng Tào Tháo cuối cùng súc sanh 1.000 năm sau, mổ bụng con heo ra, trái tim ghi chữ Tào Tháo, ghê không? Nên con người tu hành cầu giải thoát quý vị, giảm tối đa cái so đo tính toán từng ly từng tí. Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính đâu quý vị à. Thật sự cái tính nhận đức thì được có một cái gọi là cái gì bô lô bô la nói chân, có khi nhìn giống như thiệt thòi nhưng mà nhận đức thấy không có thiệt thòi, ngộ ghê. Khi mà nhận đức gì rồi nhận đức gặp những người xung quanh, nhận đức ngộ ghê, toàn là những người bô lô bô la lạ lắm quý vị ơi. Thì nhận đức nhìn ra rõ ràng, ô thì ra là cái nhân cái quả rõ ràng luôn, thấy không? Phật không có bỏ mình đâu quý vị. Nên những đức nói với quý vị nghe đạo tu hành, vì đừng có khôn theo cái kiểu mà khôn tính toán từng ly từng tí, đừng có khôn kiểu đó. Khôn kiểu đó cuối cùng quý vị sẽ gặp tai ương là cuối đời, nó không đơn giản đâu. Quý vị có thể chớ đầu này chẹo đầu kia nhưng quý vị không tránh khỏi nhân quả, nó ghê lắm, không có giỡn đâu. Nên mình hiểu được nguyên lý này rồi mình cứ thiệt thòi đi. Cái gì mình bu lô bu la, gì mình chân thật, còn người ta đối xử với mình sao kệ, bản thân mình cứ chân thật. Như Đức nói đây là bằng cả tấm lòng, như Đức rất là thương các anh em trong chùa, nhất là các cụ trong chùa. Tuy nhiên Đức ra ngoài mà tấm lòng như Đức đã để lại trong chùa 50%. Nó thật sự quý vị luôn, dù sao cũng vậy. Tuy nhiên Đức ra khỏi chùa mà tâm như Đức vẫn để lại trong chùa 50%. Quý vị cứ nghĩ những Đức là người trong chùa đó đi. Những gì những Đức đến với quý vị, quý vị có cơ hội, quý vị hãy đến với ngôi chùa đó cũng như ngày xưa những đức ở chùa đi quý vị. Thật sự mà nói thế đó. Nên từ nơi đó nếu như những đức bước ra ngoài mà không được một số người như chủ nhà nè, rồi vài ba người cùng chung tay, những đức sao làm sao những đức sống nổi đây? Một cái hạt giống nó đã bị yếu rồi mà bây giờ nó còn không được tưới tẩm, đó là nó chết queo hạt giống luôn. Thì bây giờ mấy anh em, mấy ông lên mới lên quản chúng, nó nói mấy ông cũng rối lương tâm, mấy ông sợ lo. Mình mà không ủng hộ hoặc mình mà không giúp đỡ, hạt giống nó yếu luôn. Thí dụ như bây giờ một người chia sẻ Phật Pháp quen, quý vị nghe thường xuyên. Một người mới chia sẻ Phật Pháp, nếu quý vị không bổ túc, làm sao sau này có người chia sẻ Phật Pháp cho mình nghe? Hiểu không? Cái khởi đầu năm xưa nếu không ai ủng hộ những đức, làm sao những đức có ngày hôm nay? Hiểu không quý vị? Ban đầu tâm lượng cũng nhỏ lắm, nhưng mà làm việc gì chúng sanh giết rồi nó mở tâm lượng lớn ra. Cái gì nó cũng có thời gian quý vị, chứ đâu phải những đức hay ho gì đâu mà tha thứ cho người ta. Con người là phàm phu mà, ai thương mình mừng, chứ ai mà trở ngại mình là mình ghét liền á. Chứ đâu mình đâu có cảm ơn người ta được đâu quý vị. Nhưng mà mình tu mình hiểu nhân quả rồi, từ từ rồi mình mới thông cái tâm, mình mới cởi mở tâm tư ra, hiểu không? Nên những đức mong rằng người thế gian người ta có thể phân tách đúng sai thẳng thắn, còn mình là người tu mình nên nhìn vào nhân quả quý vị à. Nên nhìn vào nhân quả, nhất là những người tu của mình nên bảo vệ nhau. Nếu không Phật Pháp không còn đường nào nữa hết quý vị. Nếu người tu mình mà cũng vạch áo cho người ta xem lưng, vạch lá tìm sâu, thì Phật Pháp mình dựa đâu bây giờ quý vị? Có người học Phật mà còn diệt nhau thì chúng ta đậu ở đâu bây giờ quý vị? Chúng ta ở đâu đây? Hiểu không?
Bây giờ quý vị cũng là Phật tử biết tu hành. Nếu như không bảo vệ người tu nhau thì chúng ta biết dựa vào đâu đây? Hiểu không? Mọi người đều có cương vị khó, hãy tin nhân quả đi. Hãy tin nhân quả đi quý vị. Người thế gian thì có thể phân tách thẳng thắn rõ ràng, trắng đen, nhưng chúng ta là phân tách về nhân quả. Hiểu không? Nên những đức nói đây bây giờ những đức là cư sĩ, những đức nói cư sĩ thôi. Chúng ta có gì gói gọn lại, đừng nên vạch áo xem lưng làm chi. Không tốt đâu quý vị. Để cho Phật pháp còn có chỗ đậu, Phật pháp còn có chỗ dựa. Có khi một ngày nào Phật pháp sẽ thịnh vượng lại. Chúng ta mong ngày đó lắm quý vị. Mà Phật pháp thịnh vượng là từ người học Phật của chúng ta. Con người thì ai cũng có cái sai. Sai mà chăng thật sửa thì mình sẽ trở thành người tốt thưa quý vị. Vì thầy trong chùa có thể phát tâm gánh vác nuôi các cụ, đó là điều tốt. Mấy thầy cố gắng, hãy làm bằng cả tấm lòng của mình. Những đức cũng bị nói này nói kia, với thầy cũng sẽ bị nói thôi. Nhưng cái gì cũng không bằng cái tâm chân thật. Hãy nhiệt tình mà làm bằng cả tấm lòng đi. Người ta sẽ hiểu mình thôi. Dù mọi người bỏ rơi mình mà mình cố gắng đi. Từ từ người ta sẽ nhìn mình và cố gắng. Người ta sẽ ủng hộ mình. Hãy làm bằng cả tấm lòng đi. Phật Bồ Tát sẽ kêu người đúng nghĩa đến để ủng hộ mình. Đừng lo. Nhớ cái câu Phật thương chúng sanh, mình thương chúng sanh, Phật không bỏ mình 100%. Như những đức muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, dù cỡ nào Phật cũng sắp xếp cho những đức có một phương pháp, có một cách nào để đem tịnh độ giới thiệu. Vì thấy rõ ràng đúng không? Thì chúng ta hãy tin nhân quả đi nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.